Alo. Mày có nhanh lên không? Trễ giờ rồi nè. Mau lên. Rồi được rồi, đang xuống nè. Vậy nha. Đẹp trai thì người có những người yêu. Mày lẹ lên coi. Lần nào đi học tiếng Anh cũng cà rê. Biết rồi, giờ tao đi nè. Mày cầm ra làm hoài. Đi. Cái tao muốn nói là trong 3 tháng qua mày học được cái gì chưa? Mày đi học 10 bữa, nghỉ hết 7 bữa rồi. Mày cũng biết tao bận mà sao? Trong thời gian này hả, tao kiếm được biết bao nhiêu là hợp đồng, bao nhiêu là tiền bạc của tao. Ok, mày đi ký hợp đồng. Rồi á, tao đưa bài tập cho mày á, mày cũng không chịu làm nữa. Mấy cái bài tập như con nít nữa sao tao làm? Đầu tao nào, tao phải nhớ nhiều thứ quan trọng hơn chứ. Ok, coi như mày bận đi. Vậy chứ sao, tao rủ mày ra công viên thực tập nói tiếng Anh với tao với người nước ngoài, mày cũng không chịu là sao? Mày nghĩ sao vậy Sơn? Mất mặt nhất, lỡ có người quen nhận ra tao sao? Mày dẹp cái sĩ diện của mày qua một bên đi. Đi học mà sợ mất mặt thì nghỉ mẹ đi. Dừng xe lại đi. Cái gì? Dẹp mẹ. Tao không học gì nữa hết á. Đợi tao, tao tự lo. Tao không cần mày lo đâu. Ê Minh, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. Tại sao tao phải tốt? Đợi tao vậy chưa đủ tốt hay sao? Dù gì tao cũng là trưởng phòng công ty, được sếp yêu quý, được bạn đồng nghiệp quý mến, vậy là đủ rồi. Mày có thấy thằng trưởng phòng nào mà dốt tiếng Anh như mày không? À, còn đỡ hơn mày. Bị bạn gái bỏ, công việc thì lông bông, suốt ngày bám lấy cái cây. Minh, mày biết lý do tại sao tao với bạn gái chia tay mà mày dám nói vậy hả? Vậy á, tao thích nói vậy á. Mày nói được, tao cũng được quyền nói. Mày được lắm. Mày đừng bao giờ kêu tao là bạn nữa. Cậu có biết cái hợp đồng này trị giá bao nhiêu không hả Minh? Có bao nhiêu đó là cũng không xong nữa. Bình thường hách cái mặt cho cao vô, gặp khách nước ngoài cầm như hớn chứ nói được cái gì. Trời ơi, nhìn mặt gì mà không ngờ ngu tiếng Anh. Bởi ta nói tai do chi, mất cái hợp đồng tiền tỷ, lần này chết chứ xếp cho coi. Sơn, tao quyết định rồi, tao phải giỏi tiếng Anh.